Thưa quý vị, chương trình truyền hình trên kênh 7 chiều và tối nay gồm có những tiết mục sau đây: 12 giờ chiếu phim phim truyện Trung Quốc Hồi ức tập 39-40, 13 giờ 45 phút văn hóa ẩm thực bún cá rô đồng, 14 giờ chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Jang Hee-bin tập 82, 15 giờ phim truyện Việt Nam Dòng sông Lô vẫn trôi tập 1, 16 giờ câu lạc bộ thể thao, 16 giờ 30 phút nhịp sống thể thao, 17 giờ chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Yêu lần cuối tập 2, 18 giờ bản tin kinh tế, 18 giờ 15 phút bác sĩ gia đình, 19 giờ phim truyện thiếu nhi Khu vườn bí ẩn, 19 giờ 30 phút Thắp sáng niềm tin, 19 giờ 50 phút Thế giới 24 giờ, 20 giờ Câu chuyện ước mơ, 20 giờ 30 phút chương trình Quyền năng số 10, 21 giờ 20 phút Cuộc đua kỳ thú, 21 giờ 50 phút Tâm hồn Việt, Hơi thở của gió, 22 giờ 30 phút Tin trong nước, 22 giờ 50 phút Ca nhạc Mảnh trăng ân tình, 23 giờ 40 phút nhịp sống Sài Gòn, những ngôi trường trăm tuổi, Đại học Mỹ thuật. Tin cuối ngày, tin thế giới, bản tin thể thao 365. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình.